Đà Nẵng nói không có chuyện phong tỏa toàn thành phố như tin đồn. Khởi tố nguyên cán bộ ngân hàng liên quan đến vụ vỡ nợ 200 tỷ. Cần Thơ ra chỉ thị xử nghiêm công chức nhũng nhiễu dân. Nepal chạm mốc 400.000 ca Covid-19. Malaysia phong tỏa toàn quốc từ 12 tháng 5. WHO phân loại biến thể B1617 ở Ấn Độ là đáng lo ngại toàn cầu. Cảnh sát Hàn Quốc triệu tập nhà hoạt động vì truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Người Hàn sợ kim chi sản xuất tại Trung Quốc. Trực thăng Trung Quốc rơi xuống hồ khi đang lấy nước chữa cháy rừng. Công trình bá đậu phụ ở Chiết Giang sụp đổ trước khi hoàn thành. Trung Nam Hải sắp công bố kết quả điều tra dân số, cư dân mạng nói họ đã biết trước. Jack Ma cuối cùng cũng xuất hiện, cư dân mạng Trung Quốc bàng hoàng, sao lại ra nông nỗi này? Cơ quan ngôn luận của Bắc Kinh kêu gọi tấn công tên lửa vào Úc nếu nước này hỗ trợ Đài Loan. Tàu quân sự Mỹ bắn 30 phát súng cảnh cáo sau khi chạm trán với tàu Iran. Ông Biden tham gia hội nghị thượng đỉnh với các nước NATO ở Đông Âu. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng ngày 11 tháng 5 của Dekan TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sáng ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 5, ông Nguyễn Văn Quảng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trong cuộc họp phòng chống dịch khẳng định thành phố chưa thực hiện biện pháp phong tỏa như một số tin đồn trên mạng xã hội. Phát biểu tại cuộc họp, ông Quảng khẳng định hoàn toàn không có chuyện cách ly phong tỏa toàn thành phố như tin đồn. Sau đó ông đề nghị các đơn vị liên quan xử lý những trường hợp tung tin đồn không có căn cứ gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến kế hoạch phòng chống dịch của địa phương. Ông Quảng cũng nhận định các biện pháp mà địa phương đang thực hiện đã có hiệu quả tích cực, giúp cơ quan chức năng sớm phát hiện ca nhiễm mới. Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, trong ngày 10 tháng 5, thành phố ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 mới. Nâng tổng số ca mắc được ghi nhận từ ngày 3 tháng 5 đến nay là 53 ca. Thưa quý vị, chiều ngày 10 tháng 5, Công an Gia Lai đã khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với Chu Nữ Diệu Huyền, 35 tuổi, nguyên cán bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB, chi nhánh Gia Lai, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo báo Jing, Bà Huyền bị khởi tố vì liên quan đến vụ nhân viên ngân hàng Lê Thị Thương vỡ nợ 200 tỷ đồng hồi tháng 6 năm 2020 tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Trước đó, ngày 27 tháng 6 năm 2020, Lê Thị Thương, 33 tuổi, cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai đến công an phường Hoa Lư trình báo mất khả năng chi trả số tiền 173,1 tỷ đồng đã vay của nhiều người và yêu cầu được bảo vệ. Tuy nhiên, quá trình điều tra, công an xác định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã khởi tố bắt tạm giam thương. Theo điều tra, Thương và Huyền đã lợi dụng công việc của mình tại ngân hàng để tạo lòng tin với nhiều người rồi vay số tiền lớn hòng chiếm đoạt. Theo giấy nợ, người cho Thương vay số tiền lớn nhất lên tới 133 tỷ đồng. Theo báo pháp luật cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ra chỉ thị 05 về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, trong đó nói sẽ kiên quyết xử lý nghiêm công chức có các hành vi gây nhũng nhiễu phiền hà dân. Chỉ thị nêu rõ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây nhũng nhiễu phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp đặc biệt là xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhất là các vấn đề xã hội quan tâm văn bản này cũng nêu việc sẽ đẩy mạnh ra soát để khắc phục ngay các thủ tục hành chính còn dườm già rút ngắn thời gian quy trình giải quyết không để hồ sơ giải quyết chậm trễ quá thời hạn quy định tiếp theo kính mời quý vị và các bạn đến với phần tin thế giới thưa quý vị các nhà chức trách và nhân viên y tế ở Nepal đang phải vật lộn để tìm cách kiểm soát dịch bệnh khi số ca viêm phổi Vũ Hán tăng nhanh ở nước này. Theo SCMP, 1.200% đây là tỷ lệ gia tăng số ca viêm phổi Vũ Hán ở Nepal chỉ trong vài tuần. Vào tháng trước, quốc gia nhỏ bé ở khu vực dãy Himalaya với khoảng 31 triệu dân này chỉ có khoảng 100 ca bệnh mới mỗi ngày. Bây giờ trung bình là hơn 8.000 ca. Theo dữ liệu của Gondometers, tính đến sáng ngày 11 tháng 5, Nepal có tổng cộng 403.794 ca COVID-19, 3.859 ca tử vong, 306.794 người hồi phục. Trong 24 giờ qua, Nepal ghi nhận 9.127 ca nhiễm. Với số ca nhiễm bệnh mới gia tăng nhanh chóng, nhiều người lo ngại rằng tình hình ở Nepal sẽ trở nên căng thẳng như Ấn Độ. Cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh, ngày 10 tháng 5, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn đất nước từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6. Quyết định của Malaysia được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc viêm phổi vô hắn tại nước này đang gia tăng ngay trước lễ Eid al -Fajr. Lệnh phong tỏa cấm người dân đi lại giữa các bang, trừ lý do y tế hay các trường hợp khác được cấp phép. Các cơ sở giáo dục sẽ phải đóng cửa. Các hoạt động thăm mộ người thân, nhân lễ Eid cũng bị cấm. Nhà thờ Hồi giáo vẫn mở cửa nhưng chỉ được đón tối đa 50 tín đồ, các nhà thờ nhỏ chỉ được đón tối đa 20 tín đồ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Rashin cho biết mọi lĩnh vực kinh tế sẽ được tiếp tục hoạt động. Theo số liệu được Bộ Y tế Malaysia công bố vào ngày 10 tháng 5, nước này ghi nhận 3.807 ca mắc mới, nâng tổng số ca bệnh lên 444.484 ca, với 1.700 ca tử vong. Kính thưa quý vị, ngày 10 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phân loại biến thể B1617 phát hiện ở Ấn Độ là biến thể đáng lo ngại ở cấp toàn cầu. Theo Reuters, phát biểu trước báo giới, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về COVID-19 nói rằng: "Chúng tôi phân loại đây là biến thể đáng lo ngại ở cấp toàn cầu." Bà cho biết, đang có một số thông tin cho thấy khả năng lây truyền đã tăng lên của biến thể này. Theo đài BBC, biến thể B1617 lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 10 năm 2020. Biến thể này đã lan sang những nước khác và nhiều quốc gia đã có biện pháp hạn chế người đến từ Ấn Độ. Trước đó vào chiều ngày 9 tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam cho biết 8 mẫu bệnh phẩm ở 3 tỉnh thành bao gồm Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình sau khi giải trình tự gen đều thuộc biến thể Ấn Độ. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cảnh sát Hàn Quốc hôm ngày 10 tháng 5 đã triệu tập một nhà hoạt động khi người này thông báo đã gửi hàng trăm nghìn tờ rơi tuyên truyền về phía Triều Tiên, bất chấp luật mới hình sự hóa các hoạt động như vậy. Theo SCMP, việc chất vấn Park Jong-hak được đưa ra vài giờ sau khi tổng thống Moon Jae-in trong một bài phát biểu trên truyền hình quốc gia rõ ràng đã nhắm vào ông Park nhưng không nêu tên. Ông Moon nói rằng không bao giờ muốn làm giảm quan hệ với Triều Tiên bằng cách vi phạm các thỏa thuận liên triều và luật pháp Hàn Quốc. Hiện Hàn Quốc đang đối mặt với những lời chỉ trích về đạo luật chống phát tán những người ủng hộ nhân quyền coi đây là một cuộc tấn công vào các quyền tự do dân chủ và nỗ lực phá vỡ sự tắc nghẽn thông tin ở Triều Tiên. Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh rằng chính phủ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực thi nghiêm túc luật pháp. Cảnh sát đã khám xét văn phòng của ông Park vào tuần trước, sau khi ông này thông báo rằng nhóm của ông đã phóng bóng bay, mang theo 500.000 tờ rơi, 5.000 tờ 1 đô la và 500 tập sách về sự giàu có về kinh tế của Hàn Quốc qua biên giới trong hai ngày 25 và 29 tháng 4 nếu bị kết tội, hành động của ông Park sẽ là vụ vi phạm luật đầu tiên được biết đến. Luật chống phát tán của Hàn Quốc có hiệu lực vào tháng 3 sẽ trừng phạt những người chống Bình Nhưỡng lên tới 3 năm tù giam hoặc khoản tiền phạt là 30 triệu won, tương đương với khoảng 27.000 đô la. Tiếp theo chương trình là phần tin tức liên quan đến Trung Quốc. Thưa quý vị, gần đây một số bức ảnh phản cảm về các nhà máy sản xuất kiên trì của Trung Quốc được tung ra, gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet Hàn Quốc khiến việc nhập khẩu kim chi sản xuất tại Trung Quốc sang Hàn Quốc giảm gần 31%. Theo báo cáo của South Korea Chosun Imbo vào ngày 10 tháng 5, Hàn Quốc đã nhập khẩu 18.066 tấn kim chi từ Trung Quốc trong tháng 4, giảm 30,9% so với tháng 3. Điều này là do nỗi sợ kim chi Trung Quốc đã lan rộng trong người tiêu dùng Hàn Quốc sau khi bức ảnh một nhà máy Trung Quốc ngâm kim chi không hợp vệ sinh lan sang Hàn Quốc vào giữa tháng 3. Những bức ảnh này bao gồm Người đàn ông cởi trần trầm mình trong hồ ngâm kim chi bên cạnh chiếc máy xúc hoan dỉ và người công nhân đi giày dẫm lên cải muối. Báo cáo cho biết, Hàn Quốc hiện tiêu thụ khoảng 2 triệu tấn kim chi mỗi năm. Trong số 400.000 tấn kim chi được các nhà hàng tiêu thụ, khoảng 300.000 tấn được sản xuất tại Trung Quốc. Nhưng hiện nay, người dân Hàn Quốc rất sợ ăn kim chi của Trung Quốc. Lee Bing Chun, giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Thực phẩm và Đồ uống Hàn Quốc cho biết, ngày càng nhiều khách hàng không ăn kim chi Trung Quốc trong các nhà hàng. Dự kiến, sự sụt giảm nhập khẩu kim chi Trung Quốc sẽ tiếp tục trong một thời gian. Thưa quý vị, một chiếc trực thăng của lực lượng cứu hỏa Trung Quốc đã mất kiểm soát, rơi xuống hồ khi đang lấy nước chữa cháy rừng ở tỉnh Vân Nam. Báo Shadow of Hope cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 9 tháng 5 ở hồ Nhĩ Hải, chiếc trực thăng gặp nạn khi đi lấy nước để dập đám cháy rừng ở núi Đại Sa Bá, làng Loan Kiều, thị trấn Loan Kiều, thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam. Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, chiếc trực thăng bất ngờ mất lái trên hồ, quay nhiều vòng rồi phát nổ khi chạm nước. Thân máy bay bị một quả cầu lửa bao quanh. Báo cáo cho biết có 4 người trên trực thăng, gồm hai phi công và hai thợ máy. Một phụ nữ có mặt tại hiện trường nói với Lumidia rằng khi nhìn thấy chiếc trực thăng rơi, cô ấy đã rất chốc và hơi lo lắng. Một số người dân đã dùng thuyền nhỏ để giải cứu, nhưng họ không thể mở được cửa của trực thăng. Một người phụ nữ nói rằng một xe cấp cứu đã đến hiện trường và không rõ có bao nhiêu người thương vong. Tiếp theo là một diễn biến có liên quan khác. Thưa quý vị, từ lâu sự cố đổ vỡ của các dự án bã đậu phủ, ý chỉ các công trình kém chất lượng xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc. Vài ngày trước, một cây cầu sắp hoàn thành trên đường cao tốc Hàng Châu Thiệu Hưng ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang đã bị sập rơi xuống sông. Dự án cơ sở hạ tầng này tiêu tốn 36,84 tỷ nhân dân tệ. Đây là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất ở Thiệu Hưng. Theo công ty xây dựng giao thông Thiệu Hưng Chiết Giang, vào khoảng 17 giờ 48 phút ngày 8 tháng 5, cầu vòm kênh Hàng Châu Ninh Ba đang được xây dựng ở thành phố Thiệu Hưng đã bị sập. Theo một video trực tiếp do tờ tin tức Bắc Kinh công bố, cây cầu bị sập đã rơi thẳng xuống sông và chôn vùi một cần cầu tại chỗ. Thông tin công khai cho biết, tuyến đường cao tốc này dài khoảng 162,3 km, kinh phí xây dựng khoảng 36,84 tỷ nhân dân tệ. Cây cầu bị sập cách thành phố Thiệu Hưng khoảng 28 km, dự kiến thông xe vào ngày 28 tháng 6. Đoạn thành phố Thiệu Hưng là đoạn mới nhất của tuyến được xây dựng các đoạn khác đã được thông xe. Các quan chức cho biết không có thương vong tại hiện trường vụ sập và nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra. Người dân địa phương đã lên mạng chỉ trích dự án là bã đậu phụ. May mà nó sập trước khi nghiệm thu, nếu không thì không biết bao nhiêu người sẽ khổ. Trên thực tế, những cây cầu bã đậu phụ ở Trung Quốc thường xuyên bị sập, gây ra nhiều thương vong cho người dân vô tội. Vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, cầu đường sắt Nan Hoan ở quận Tân Hải của thành phố Thiên Tân bị sập trong quá trình bảo trì, khiến 7 người chết và 5 người bị thương. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, đoạn đường trên cao của quốc lộ 312 từ Vô Tích, tỉnh Giang Tô đến Thượng Hải bị sập khiến 3 người thiệt mạng. Ngày 24 tháng 8 năm 2012, cầu Giang Minh Tân ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang bị sập khiến 3 người chết và 5 người bị thương. Cầu này được hoàn thành vào ngày 6 tháng 11 năm 2011, chưa đầy một năm sau khi cầu thông xe. Thưa quý vị, Chính phủ Trung Quốc sẽ công bố kết quả điều tra toàn quốc lần thứ 7 vào ngày 11 tháng 5, muộn hơn một tháng so với dự kiến. Cư dân mạng đại lục đã đăng trên Weibo rằng, tôi đã đoán được kết quả. Vào ngày 9 tháng 5, truyền thông Trung Quốc cho biết Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 10 giờ sáng ngày 11 để công bố kết quả của cuộc tổng điều tra quốc gia lần thứ 7. Ngay sau khi tin tức được đưa ra, cư dân mạng đại lục đã đăng trên Weibo đặt câu hỏi về tính xác thực của kết quả điều tra dân số sắp tới. Một số cư dân mạng cho biết, dù chính quyền chưa công bố kết quả, nhưng họ cũng có thể đoán được kết quả. Có người bình luận, tôi đi từ Bắc Thiểm Tây đến Ninh Hạ rồi quay lại Thiểm Tây. Tôi đặc biệt chú ý đến số lượng trẻ em ở mỗi nơi. Về cơ bản, dân số của mỗi thế hệ, số trẻ em có xu hướng giảm rõ rệt. Số người giảm và dân số già đi có lẽ là những sự thật không thể chối cãi. Ban đầu, chính phủ Trung Quốc dự định công bố kết quả điều tra dân số vào đầu tháng 4, nhưng vẫn chưa có động tính gì. Đến ngày 15 tháng 4, tỉnh An Huy và Sơn Đông đều tuyên bố rằng để cho phép các bên hiểu rõ hơn về số liệu điều tra dân số, họ phải coi trọng việc trả lời dư luận, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật dữ liệu. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi rằng dữ liệu chính thức sẽ được công bố sau khi có kết luận, tức là dữ liệu giả mạo do các bộ phận khác nhau công bố sau khi thống nhất. Đồng Quảng Bình, một nhà hoạt động dân chủ đại lục nói rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn làm giả số liệu, họ sẽ không công bố tình hình thực sự của các số liệu, ngay cả khi các số liệu được công bố vào ngày mai chúng sẽ được công bố sau khi sửa đổi ở mức độ lớn nhằm giảm thiểu tác động của xã hội càng nhiều càng tốt. Các chuyên gia tiết lộ, kể từ năm 2010, dữ liệu dân số của Trung Quốc ngày càng bị bóp méo. Lý Hàng Thanh, một học giả tại Viện Thông tin và Chiến lược Washington, Hoa Kỳ cho biết, dân số thực tế của Trung Quốc và số liệu do chính phủ công bố có thể rất khác nhau, và có khả năng là khoảng cách trên 100 triệu. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc trước đó đã phát hành một văn bản trên tài khoản chính thức WeChat của mình, thừa nhận rằng tình hình dân số ở Trung Quốc đã đảo ngược và tốc độ giảm dân số sẽ nằm ngoài sức tưởng tượng. Tiếp theo, kính mời quý vị và các bạn đến với một số cập nhật đáng chú ý khác. Thưa quý vị, kể từ khi Jack Ma, người sáng lập Alibaba đưa ra những nhận xét chống lại hệ thống quản lý tài chính của Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái, các công ty của ông ta đã bị chính phủ Trung Quốc đàn áp hơn bao giờ hết và số lần Jack Ma xuất hiện trước công chúng cũng giảm đáng kể. Ngày hôm qua, sau một thời gian dài, Jack Ma xuất hiện trước công chúng khi tham dự sự kiện Ali Day của Alibaba. Cư dân mạng Trung Quốc khi nhìn thấy ảnh ông Jack Ma đã không khỏi thốt lên, già đi rồi, hay sao trông lại khác nhiều vậy? Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, ngày 10 tháng 5, Alibaba đã tổ chức ngày Ali lần thứ 17 để tưởng nhớ tinh thần chia sẻ khó khăn của các nhân viên trong thời kỳ Shark. Các công viên Alibaba trên toàn quốc mở cửa cho công chúng tham quan, cho phép nhân viên đưa gia đình và bạn bè tụ tập cùng nhau. Và Jack Ma, người đã lâu không xuất hiện trước công chúng, cũng có mặt tại trụ sở của Alibaba ở Hàng Châu để ăn mừng. Các bức ảnh chụp ông Jack Ma mặc một chiếc áo phông màu xanh với quần dài màu trắng lan truyền trên Internet. Ông Jack trông gầy hơn, phần thái dương có màu trắng xám và đôi mắt cũng khá nhăn nhèo. Cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu bàn tán, họ để lại những dòng bình luận. Xuất hiện rồi à! Trên mặt có nhiều nếp nhăn. Jack Ma đã lâu không gặp, sao trông lại ra nông nỗi này? Qua một đêm đầu bạc trắng rồi ư? Tiếp tục liên quan đến Trung Quốc. Hoàn cầu thời báo, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã kêu gọi Bắc Kinh lên kế hoạch tấn công tên lửa nhằm vào Australia nếu quân đội nước này hỗ trợ Đài Loan. Thông điệp này xuất hiện trong một bài báo do Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu Hồ Tích Tiến đưa ra hôm ngày 7 tháng 5, sau khi chính phủ Trung Quốc đình chỉ vô thời hạn các cuộc đàm phán kinh tế cấp cao với Australia. Hồ Tích Tiến viết, cho rằng Diều Hầu Úc tiếp tục cường điệu hoặc ám chỉ rằng Úc sẽ hỗ trợ quân đội Mỹ và tham gia chiến tranh khi xung đột quân sự nổ ra ở eo biển Đài Loan và các phương tiện truyền thông của Úc đã tích cực quảng bá tình cảm này. Tôi đề nghị Trung Quốc lên kế hoạch áp đặt trừng phạt trả đũa đối với Australia một khi nước này can thiệp quân sự vào tình hình hai eo biển. Ông này nói thêm, kế hoạch nên bao gồm các cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở quân sự và các cơ sở quan trọng có liên quan trên đất Úc. Nếu nước này thực sự gửi quân đến các khu vực ngoài khơi của Trung Quốc, và chiến đấu chống lại quân đội giải phóng nhân dân. Hồ Tích Tiến còn cho rằng, Trung Quốc có khả năng sản xuất mạnh mẽ, bao gồm sản xuất thêm các tên lửa tầm xa với đầu đạn thông thường nhắm vào các mục tiêu quân sự ở Australia khi tình hình trở nên căng thẳng. Bài xã luận của Thời báo Hoàn cầu được đưa ra sau khi Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đình chỉ đối thoại kinh tế chiến lược Trung Quốc Australia. Động thái được xem là trả đũa khi ngoại trưởng Úc Marise Payne chấm dứt thỏa thuận sáng kiến vành đai và con đường được ký giữa bang Victoria và phía Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng việc hủy bỏ đối thoại kinh tế chiến lược sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Australia, đặc biệt là khi các cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng và người đồng cấp Trung Quốc đã bị đóng băng kể từ tháng 4 năm 2020. Hơn nữa, các nhà xuất khẩu Úc đang bận rộn rút lui khỏi thị trường Trung Quốc để tránh tiếp xúc với các hành động ép buộc kinh tế từ Bắc Kinh. Tháng trước, giám đốc Sở Nội vụ Úc, Mike Pogello, cảnh báo nước này phải mạnh mẽ và chuẩn bị, nói rằng tiếng trống chiến tranh đang gióng lên trong khu vực. Joseph Shirakusha, trợ giảng về lịch sử ngoại giao quốc tế tại Đại học Curtin gọi Thời báo Hoàn Cầu là mối đe dọa bạo lực thể chất đối với Úc và cho biết chính phủ liên bang cần yêu cầu một lời xin lỗi hoặc có khả năng đuổi đại sứ Trung Quốc Ông Shirakusha nói với The Epoch Times Điều này không phải do ai đó viết trong tháp Nga hay tòa nhà kính lớn nào đó ở Bắc Kinh Nó được viết bởi một người nào đó trên mặt đất và sau đó họ chuyển bàn thảo cho họ và sau đó được chấp thuận Ông Shirakusha lưu ý rằng Thời báo Hoàn Cầu không phải là một tờ báo chỉ có những biên tập viên gian dối, mà là đại diện của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo ông Shirakusha, chính phủ Úc nên yêu cầu hoặc gọi đại sứ Trung Quốc đến văn phòng ngoại trưởng để giải thích. Sau đó yêu cầu ông ta từ chối nó. Và nếu ông ta không làm vậy, hãy cho ông ta 48 giờ để rời khỏi đất nước. Ông nói, chúng ta sẽ không đóng cửa đại sứ quán. Những gì chúng ta sẽ làm là chúng ta sẽ tống cổ đại sứ Trung Quốc ra khỏi đất nước. Tôi nghĩ ông ấy là người đã dàn dựng chiến dịch cam thù chống lại Australia không nghi ngờ gì trong tâm trí tôi. Đại sứ Trung Quốc Chen Jingye là người đi đầu trong chính sách ngoại giao chiến binh sói của Bắc Kinh chống lại Australia và đưa ra những lời đe dọa trả đũa ban đầu vào năm ngoái để đáp lại lời kêu gọi của chính phủ về một cuộc điều tra nguồn gốc của Covid-19. Tiếp theo chương trình là những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ngũ Giác Đài ngày 10 tháng 5 cho biết, một tàu tuần duyên Mỹ đã bắn khoảng 30 phát súng cảnh cáo sau khi 13 tàu của lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGGN áp sát vào các tàu hải quân Mỹ ở biển Hormuz. Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua, các tàu quân sự của Mỹ phải bắn cảnh cáo vì những gì họ cho là hành vi không an toàn của các tàu Iran trong khu vực. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết các phát súng cảnh cáo đã được bắn sau khi các tàu nhanh của Iran tiến gần chỉ còn cách 6 tàu quân sự Mỹ 450 feet, tương đương với 137 mét. Ông Kirby cũng cho biết số lượng tàu của Iran nhiều hơn so với trước đây. Vào tháng 4, một tàu quân sự của Mỹ đã bắn cảnh cáo sau khi ba tàu của IRGCN đến gần một tàu tuần tra của Mỹ ở vùng vịnh. Vụ việc mới nhất xảy ra khi các cường quốc trên thế giới và Iran đang nỗ lực đưa Washington và Tehran trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Thưa quý vị, hãng tin Reuters cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa các quốc gia NATO ở Đông Âu được tổ chức tại thủ đô Bucharest của Romania vào ngày 10 tháng 5. Hội nghị thượng đỉnh của Bucharest này một nhóm các nước châu Âu ở sườn phía đông của NATO, do tổng thống Romania Klaus Iohannis và tổng thống Andrzej Duda của Ba Lan cùng chủ trì, nhằm điều phối quan điểm về an ninh của các nước trong khu vực. Rất vui được chào đón ông Joe Biden đến với hội nghị thượng đỉnh Bucharest 9 mà tôi tổ chức tại Bucharest hôm nay, tổng thống Iohannis nói trên tài khoản Twitter của ông. Cùng với tổng thống Andrzej Duda, chúng tôi cũng sẽ chào đón ông Jens Stoltenberg để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tập trung vào các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, NATO 2030, phòng thủ và gian đe ở sườn phía Đông. Tổng thống Biden, Tổng thống thư ký NATO Jens Stoltenberg và các tổng thống của Bulgaria, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania và Slovakia sẽ tham gia hội nghị trực tuyến. Người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, Pavel Sholok, nói với các phóng viên rằng, trong tuyên bố mà 9 nước công bố sau cuộc họp sẽ đề cập đến vấn đề an ninh ở khu vực Hắc Hải, và các vấn đề an ninh liên quan ở Ukraine. Đầu tháng này, Washington nói có thể tăng cường trợ giúp an ninh cho Kiev sau khi Nga chuyển quân đến gần biên giới với khu vực Donbass Đôn phía đông Ukraine, nơi quân đội Ukraine đang xung đột với phe ly khai được Moscow hậu thuẫn. Thưa quý vị, bản tin sáng ngày 11 tháng 5 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày mới tốt lành. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.